truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Có thiệt là ông vẽ chân mày đẹp không? Yên tâm, tay nghề của tôi cao lắm. Đó, yên tâm nha, mở ra. Nè. Ê, sao vậy? Đẹp lắm hả? Đẹp lắm hả? Ê, đẹp lắm không? Sao cười dữ vậy? Con kia. Sắp đến giờ học rồi mà tại sao cười sẵn sặc như thế? Chào thầy ơi. Chào cái thầy. Gì? Chào thầy. Cái gái thầy. Lông mày vẽ không đúng một bên. Mốt này gọi là mốt quỷ. Giống quỷ lắm hả thầy? Quá giống quỷ. Quỷ? Vậy? Tôi kêu ông vẽ chân mày đẹp, chân mày lá dừa đúng theo mốt. Ông vẽ sao ra quỷ vậy? Lá dừa là đó. Lực sĩ bị rụng lông mày, Thiên Tùng cũng bị rụng lông mày. Phải chăng ở trường đang có cái dịch rụng lông mày? Nếu quả thật như vậy thì đây là một sự vụ rất nghiêm trọng của trường. Cô Minh Nhon, dạ, cô có biết chuyện gì xảy ra không? Có chuyện gì hả thầy? Không chỉ có lực sĩ mà cả Thiên Tùng và rất nhiều sinh viên bị mất lông mày. Mất hết toàn bộ lông mày, mất hết lông mày chứ không phải là tóc nhé. Tóc này là mất từ lâu rồi. Dạ. Dạ thầy. Mà sao thầy hỏi? Hỏi tôi có biết gì đâu. Tôi không biết gì hết á. Không, ý tôi muốn hỏi là có phải là đang có một bệnh dịch xảy ra hay không? Tôi không biết. Tôi bận lắm. Tôi chạy đi trước nha. Lần sau tôi với thầy nói chuyện với nhau rõ hơn ha. Chào thầy. Chào thầy. Thiên Tùng, ông đừng có buồn nữa. Tôi hứa là tôi không có cười đâu. Thiên Tùng. Thôi. Tùng, đừng có buồn mà, tôi sẽ không cười, tôi hứa đó. Tại hả, bà an ủi tôi rồi bà nói vậy thôi. Chứ hả, dễ gì mà bà không cười. Bình thường á, tôi thấy ông rất rất là đẹp trai luôn. Bây giờ ông mất chân mày á, thì nó chỉ có xấu đi có một xíu à, có gì đâu mà buồn. Với lại á, nhìn ông không có mắc cười bằng lực sĩ đâu, lực sĩ mới mắc cười. Thôi đi, tôi nhìn tôi trong gương tôi còn mắc cười nữa. Thiên Tùng, tại vì á, mấy người kia á, nhìn ông không quen, xong giờ tự nhiên ông mất chân mày, mấy người đó phải mắc cười rồi. Còn tôi á, là tôi nhìn thấy ông quen rồi, cho dù ông có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không mắc cười đâu. Bà hứa nha. Tôi hứa luôn á. Bà là bạn thân của tôi nên tôi mở ra cho bà coi đó. Tôi hứa mà, không có cười mà. Nhưng hứa không cười nha. Ừ. Đó. Được chưa? Tôi nói mà. Bà cười tôi. Thiên Tùng. Thiên Tùng, tôi không có muốn cười. Tôi không phải cười ông đâu Thiên Tùng. Xin lỗi. Thôi tôi không tin bà nữa đâu. Bà cười tôi hoài à. Tôi nói này là tôi xin lỗi không nha. Tại vì tôi cũng không có muốn cười đâu. Nhưng mà tôi mắc cười luôn. Đó, bà là bạn tôi mà cười hoài à. Bộ mất cho bà vui lắm hả? Cười gì cười hoài à. Cười cho nỗi đau của người ta mà cũng cười được. Ê, tôi gieo mình xuống đây tôi tự tử cho bà thôi. Thiên Tùng, Thiên Tùng. Thôi tôi xin lỗi ông. Tôi sai rồi, tôi không cười ông vậy nữa đâu. Thiên Tùng. Bà mà cười nữa là tôi giận bà luôn á. Ừ. Nó, bà cười đúng không? Không, tôi mới ho. Hello, Thiên Tùng. Ai nghe nói ông đang dẫn đầu xu hướng làm đẹp của trường phải không? Thôi chết rồi Quỳnh Nga ơi. Sao vậy? Đợt này chắc chắn là sẽ có người lợi dụng chức hội trưởng của mình để phổ biến cái trào lưu mới, bắt cả trường làm theo nè. Chết tôi với bà rồi. Mặt tôi với bà mà mất một cái chân mày chắc khó coi vậy lắm.
hội trưởng mà có một cái chân mày không? Ôi ơi, hội trưởng biến thái á. Hai cái ngồi kia, ăn nói cho cẩn thận nha chú. Ủa sao vậy? Đừng có nói bắt tụi tôi làm theo thiệt nha. Tụi tôi biểu tình đó. Thôi anh, mình đi, không có đáng đâu. Nghe nói là lực sĩ sợ quá rồi trốn khỏi trường rồi hả? Ai nói với ông là lực sĩ trốn khỏi trường? Lực sĩ á được thầy giao một nhiệm vụ bí mật nên là lực sĩ đi rồi. Ồ, nhiệm vụ bí mật. Trời ơi, nhiệm vụ bí mật hả? Chứ không phải là bị mất chân mày đi về nhà trốn hả? Tôi mà bị Dũng vậy á, tôi cũng đi về nhà trốn hà. Lực sĩ không có trốn, lực sĩ không có đi về nhà gì hết á. Tôi đã nói rồi, tại vì thầy hiệu trưởng á giao cho lực sĩ một cái nhiệm vụ bí mật nên là lực sĩ phải đi, không có trốn đi đâu hết á. Ê, nói nghe nè, bà cũng vậy đó nha. Chơi thân quá coi chừng lây mất hết hai cặp chân mày. Con gái mà không có chân mày khó coi lắm đó. Nè, đi đi, đừng có ở đây làm trò con nít nữa. Ở đây tụi tôi không phải là con nít 3 tuổi, xạo xạo vừa thôi nha. Tào lao quá, đi đi. Tôi không có nói xạo. Bye bye. Đó là sự thật. Bye bye. À Quanh, bye bye. Không cần phải hơn thua với mấy người này. Mình lên thư viện gặp Tuấn Kiệt đi. Đi đi, nếu không tụi tôi bị lây mất chân mày đó. Bye bye. Yeah. dịch bệnh. Rụng tóc, rụng răng sao không thấy rụng lông mày là sao nhỉ? Cần cái chương rụng lông mày nó nằm ở đâu? Thôi. Áo anh. Con gái có đứa, con phải có ý có tứ chứ. Đi vào phải gõ cửa. Dạ. Áo anh. Dạ. Lỡ rồi thì đứng đây, nhưng mà nếu nhớ được thì đứng đây, còn chưa nhớ được gõ cửa. Dạ gõ nhớ cửa. Dạ nhớ. Đi ra đóng cửa. Dạ. Áo anh đứng đây. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Ừ, nào thế có chuyện gì nói đi. Thầy cho con hỏi đây nha thầy. Ừ. Thầy có biết cách nào mà giống như là thầy có cách là yếm bùa hay là dược gì đó mà giúp cho người ta làm cho người ta bị rụng hết chân mày không thầy? Sao có chuyện ý nhỉ? Con nghĩ gì vậy? Thầy đang nghĩ cái cách là tìm cái loại thuốc để mà chống cái chứng rụng lông mày đang diễn ra ở trường của ta. Tại sao con lại làm ngược lại? Không phải là con hỏi để con làm đâu. À. Mà là con hỏi để con làm một người khác. Con làm Bá Thiên với lại Quỳnh Nga á thầy. Sao con lại nghĩ như thế? Tại vì á, lúc mà lực sĩ với Thiên Tùng bị rụng hết lông mày á, hai người đó cười hả hê lắm. Xong rồi, bây giờ con phải tìm cách để là quê lại hai người đó mới được. Con nghĩ cho người ta rụng lông mày, thế một ngày kia đến lượt con cũng rụng lông mày thì người ta sẽ cười mặt con đấy. Thầy nói gì vậy? Sao con rụng lông mày được? Thế con không thấy là cái bệnh dịch đang diễn ra ầm ầm thế à? Nó lây lan từ người này sang người khác, đến cả con luôn, con cũng không phải là ngoại lệ. Hiểu chưa? Cũng đúng ha. Nhưng mà gì tự nhiên là lông mày của anh không còn nữa, rụng hết rồi cười. Chắc là lúc đó tụi nó sẽ cười con hả hê lắm á. Cả thầy cũng cười luôn, không riêng gì chúng nó. Vậy giờ mình phải làm sao để mình tránh đi cái dịch đó vậy thầy? Thì thế, thực ra đây nó cũng chưa hẳn là một cái dịch đâu, đây là một giả thiết thôi. Còn nếu như nó có thật thì nó sẽ gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Anh, thầy dặn nhé, để tránh trường hợp dịch bệnh xảy ra với chính con thì con phải biết giữ gìn bản thân, không được ăn uống bậy bạ, rõ chưa nào? Không được ăn bánh trắng trộn này, hột vịt lộn này, xào me này, rồi ăn ốc len xào dừa. Ăn cái gì là phải suy nghĩ kỹ, nếu có chuyện gì xảy ra phải báo thầy ngay, rõ chưa? Dạ. Ừ. Nếu như đó, mà cái đó là bị dịch thì có thầy. Ừ. Thì thầy khoan từ từ hả, tìm cách để chữa nha thầy. Cứ để cho Quỳnh Nga với lại Bá Thiên bị như vậy đi, rồi xong rồi từ từ mình tìm cũng được nha thầy. Bye bye thầy, đi nha. Ôi Ngọc Hoàng ơi, trời đất ơi, tại sao con áo anh lại nghĩ như thế được nhỉ? Tôi bỏ tay với nó mất thôi. Ôi ơi, nên muốn hai đứa kia rụng lông mày mà nó không bị rụng lông mày. Bản quyền phim, full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.